anh hùng Aquaman kêu gọi bảo vệ đại dương. Trong bom tấn siêu anh hùng Aquaman, nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Jason Momoa đã đóng vài người bảo vệ vùng sâu. Nhưng với các đại dương trên thế giới đang bị đe dọa ngoài đời, anh cũng tham gia cuộc chiến này ngoài màn ảnh. Momoa đã nói một trong một buổi phát biểu tại một sự kiện trên bãi biển Bồ Đào Nha trước thềm hội nghị đại dương của Liên Hợp Quốc ở Lisbon bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Sự kiện dự kiến đón khoảng 7.000 người từ các nguyên thủ quốc gia đến các nhà hoạt động môi trường. Hội nghị đã bị hoãn lại từ năm 2020 đến năm nay do đại dịch Covid-19. Giờ là lúc phải hành động, đại dương của chúng ta đang gặp khó khăn. Nếu chúng ta cùng hợp lại và cố gắng, cống hiến và hy vọng, chúng ta có thể thay đổi kết quả. Momoa đã phát biểu tại sự kiện cùng với nhiều trang vỗ tay ủng hộ từ những nhà hoạt động khác. Momoa được biết đến với vai Arthur Curry, một nhân vật nửa người nửa Atlantean trong bộ phim Aquaman của DC Comics. Bộ phim đưa người xem đến với thế giới dưới nước của bảy vùng biển. Aquaman 2 sẽ dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm 2023.